Xin kính chào quý vị. Sau đây là chương trình Feature News với Phạm Cơ và Quang Trương. Và như thường lệ, anh Phạm Cơ sẽ mở đầu trong chương trình này. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Feature News ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến sức khỏe của quý vị do cơ quan CDC đưa ra. CDC là một cơ quan lo về sức khỏe và bệnh tật của Hoa Kỳ. Trong một cuộc khảo sát mới nhất liên quan tới 6.000 người Hoa Kỳ lớn, thưa quý vị, tức là người lớn, không phải là trẻ em mà không phải là người cao niên, thì CDC nhìn thấy rằng 25% những người này ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày, tức là làm việc, đi học, rồi đi họp, vân vân, tức là ngồi 25% ngồi trên 8 giờ mỗi ngày, và 40% không có vận động sức khỏe mỗi tuần lễ, tức là không có bao giờ tập thể dục hoặc là đi lui đi tới mỗi tuần như vậy. Và thêm vào đó 10%, thưa quý vị, không bao giờ, 10% những cái người này thì thường người ta cho rằng với những cái người mà không có cử động như vậy, 10% họ sẽ phải chết sớm vì những cái lý do liên quan đến sức khỏe. Đây là một trong những cái báo cáo mới nhất theo một cuộc thống kê năm 2017 liên quan tới mấy chục ngàn người ở Hoa Kỳ. Sau khi họ phỏng vấn thì họ thấy như vậy, tức là 25% đã ngồi trên 8 tiếng. Rồi những cái người 10% khác thì không chịu vận động, và những cái người không chịu vận động đó thì chắc chắn sẽ có một cái vụ trong đó khoảng 10% bị chết sớm mà vì những cái nguyên nhân liên quan đến sức khỏe. Và vì vậy cho nên họ đang mở đi một cái chiến dịch để mà yêu cầu mọi người cần phải hoạt động, và ít nhất mỗi ngày chỉ cần ngồi có 4 tiếng thôi, rồi sau đó phải hoạt động, cử động thân thể và tập thể dục để có thể làm gia tăng cái tuổi thọ của con người. Thì ai cũng biết đây là một cái chuyện xưa như là trái đất. Vận động thân thể thì sẽ sống lâu, ngồi hoài thì sẽ chết sớm, ngồi quay tivi suốt ngày còn chết mau hơn nữa. Thì đó là những cái nhận xét của nhiều người. Tuy nhiên nhận xét là một chuyện, làm được là cái chuyện khác, đi theo và làm được là một chuyện mà người ta nghĩ rằng nói ra thì nhiều người không tin, nhất là trong cái mùa Thanksgiving này, thời là cái mùa mà ăn chơi, thì người ta lại càng không muốn nghĩ đến những cái điều cấm kỵ nói trên, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến hai bạn trẻ ở tại thành phố Parlin của tiểu bang Texas. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì ở trên những cái trang mạng xã hội đã dấy lên những cái làn sóng ủng hộ cho hai bạn trẻ này. Một bạn có tên là Jave Maravilla và một bạn khác có tên là Christian Toledo. Hai bạn trẻ này đã đến một cái tiệm McDonald's ở tại thành phố Parlin để mà ăn McDonald's. Tuy nhiên khi mà hai người này ngồi nhìn xung quanh cái phòng của cái nhà hàng McDonald's đó, thì mới thấy rằng là tại sao không có bóng dáng của những người Á Châu, mặc dù khu vực này Parlin là một cái thành phố mà cũng khá đông người Á Châu sinh sống, toàn là những người Mỹ, rồi Mỹ không à. Thì ra là hai cái người bạn trẻ này mới nảy ra một cái ý định là phải mang hình bóng của cái người Asian vào trong cái phòng này để nói lên là cái đây là một cái phòng mà dành cho mọi người, chứ không phải chỉ dành riêng cho người Mỹ mà thôi. Thì anh này lấy đặt máy quay phim, chụp hình mang về nhà và rồi in ra một cái tấm poster rất là lớn. Và cái hình ảnh là hai anh chàng này cầm cái hộp McDonald's ăn một cách rất là ngon lành và mang vô trong cái nhà hàng McDonald's đó và dán ngay trên bức tường còn đang trống, không có bức tranh nào, không có một cái bảng quảng cáo nào dán ở trên đó. Thì thưa quý vị, hai anh chàng này thì cũng tính là làm đại vậy thôi, nhưng mà cuối cùng thì cái tấm hình đó đã được cái người chủ nhân của cái tiệm McDonald's đó, đó là cô Marisol Quijano, đã nhìn thấy, và cái cô chủ quán này đã chấp nhận ngay và thấy rằng là ồ, đúng là như vậy, cái quán của mình thật ra còn thiếu một cái quảng cáo có liên quan đến người Á Châu. Và cuối cùng thì thưa quý vị, khi mà hai anh chàng này đưa cái video lên, là họ làm thành một cái video luôn và họ đưa lên trang mạng xã hội thì được nhiều người rất là ủng hộ. Và cuối cùng thì thưa quý vị, cái người chủ nhân của McDonald's đó đã chấp thuận ký cái hợp đồng để mướn hai cái cậu thanh niên này làm đại diện quảng cáo trên National, tức là trên toàn nước Mỹ của McDonald's. Và cô này đã gửi hai anh này sang bên Los Angeles để làm cái quảng cáo đó. Thì tóm lại hiện bây giờ hai cái bạn trẻ này tự nhiên
thành hai người rất là nổi tiếng, được show up ở trên những cái trang mạng xã hội, rồi trên những cái talk show nổi tiếng của Hoa Kỳ để trả lời về cái ID của mình và được chấp nhận như vậy của McDonald's. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cái tấm hình của cái hai anh chàng này chụp đó trong cái tiệm McDonald's ở cái thành phố Berlin hiện bây giờ đã lấy xuống rồi, là tại vì cái tiệm này đang remodel, đang sửa lại, và được biết là cái bức tranh này sẽ được đưa đến một cái nơi gọi là Ronald McDonald House ở tại Houston, và sẽ có những cái chương trình auction, tức là bán đấu giá để dành cho các cơ quan từ thiện ở trong tương lai. Anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng trước khi lễ Thanksgiving tạ ơn bắt đầu vào ngày mai. Hàng năm lễ Thanksgiving là một ngày lễ rất đặc biệt của Hoa Kỳ, bởi vì tất cả những cái lễ lạc của Hoa Kỳ phần lớn đều ở vào ngày thứ hai để mà người ta có thể nghỉ bắt cầu. Tuy nhiên lễ Thanksgiving bắt đầu vào ngày thứ tư, thì người ta có tới là nhiều ngày nghỉ, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nếu như cơ quan của mọi người đồng ý, theo phần lớn họ nghỉ ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu, chủ nhật, tức là 4 ngày liên tiếp. Do đó đây là một cơ hội để người Hoa Kỳ đi đây đi đó thăm mọi người và hưởng thức một cái lễ, thưa quý vị, lễ mà kêu tạ ơn. Và lễ tạ ơn này sẽ làm cho người ta nhớ đến gia đình nhiều hơn, vì vậy cho nên họ sẽ đi khắp nơi. Mười hàng chục triệu người sẽ phải ra đi chơi, đi bằng máy bay, đi bằng xe lửa và lái xe đi khắp nơi. Và vì vậy cho nên các cái phi trường sẽ rất là đông người đến. Vì vậy họ khuyên những ai đi bằng phi cơ thì phải đến trước 2-3-4 tiếng đồng hồ để khỏi có phải trở ngại và khỏi phải trễ máy bay. Bởi vì chắc chắn những cái hàng người đứng xuyên qua những cái chỗ mà khám xét rất là đông. Và đồng thời xe cộ cũng vậy, năm nay thì gặp vào cái mùa Thanksgiving, giá xăng tương đối và gọi là đang ở cái mùa dầu thô xuống thấp, do đó giá xăng rẻ hơn thường lệ, và vì vậy thúc đẩy mọi người đi chơi xa, lái xe đi nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, ít nhất là 1,5 triệu người sẽ đi bằng xe lửa, xe buýt và cruise ship, trong lúc đó 4 triệu người sẽ đi bằng máy bay. Đó là những cái báo cáo mới nhất, và hàng chục triệu người khác sẽ phải lái xe và đi khắp nơi. Đó là tất cả những cái gì mà người ta dự đoán vào ngày lễ Thanksgiving, là vào ngày mai. Và những cái người mà đông nhất ở tại phi trường sẽ là vào ngày hôm nay, tức là ngày cuối cùng trước ngày lễ Thanksgiving, và sẽ đông hơn nữa là vào ngày chủ nhật, tức là ngày mà người ta lên đường trở về lại quê nhà để có thể tiếp tục đi cày và làm việc, rồi chờ shopping cho đến cái mùa lễ Giáng sinh sắp tới, tức là ngày 25 tháng 12 năm 2018. Thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến một cái ổ mối được coi là lớn nhất ở trên thế giới và tồn tại gần 4.000 năm qua ở phía đông bắc của quốc gia Brazil, đã được tìm thấy cách đây không lâu. Và hiện bây giờ mới đây thì thưa quý vị, tin tức báo chí đã đưa tin liên quan đến cái sự việc này, là tại vì cái tổ mối này sau khi mà được phát giác rồi thì khi mà người ta tập trung để mà nhìn đó, thì thưa quý vị, người ta có thể nhìn thấy được cái mạng lưới này ở từ những cái satellite, ở từ những cái vệ tinh ở trên cao có thể nhìn thấy xuống được, là tại vì nó quá lớn. Thưa quý vị, cái tổ mối này xây dựng đúng của nó ra đó, theo các nhà khảo cổ cho biết, là 3.820 năm trước, và nó tồn tại ở một khu vực rừng rậm, không có rậm, không phải là rừng già, rừng không phải rừng cây lớn, mà là một cái loại rừng mà có những cái thảm cỏ gai chỉ mọc ở tại Brazil mà thôi. Và thành thử là nó bị những cái thảm cỏ này che khuất, cho nên là tổng cộng những cái ụ mối được xây lên, được những con mối nó xây lên như vậy, là nó cao khoảng 2,5 mét và nó rộng khoảng 9-10 mét, với cái diện tích tổng cộng là 230.000 km vuông. Từ tính luôn cả trên đất lẫn ở dưới hầm nó đào xuống đó, nó có cái diện tích lớn như vậy, và người ta tính ra là nó bằng diện tích của cả một nước Anh. Thì thưa quý vị, đây được coi là một tổ mối lớn nhất và lâu đời nhất đã được tìm thấy cùng niên đại với lại kim tự tháp. Và tổng cộng là khoảng 2 triệu cái gò mối nó xây lố nhố khắp nơi ở tại một cái mảnh đất này như vậy. Và thành ra là thưa quý vị, với cái tổ mối này được biết là hiện bây giờ các cái nhà nghiên cứu về sinh học đó cho biết là đây là một cái kỳ quan của sinh học, được sánh bằng với những kỳ quan trên toàn thế giới. Và bây giờ đó họ đang đào đi
chụp hình cũng như là tìm hiểu xem cái gò mối này, những cái gò mối lớn như thế này nó tồn tại ra làm sao, và cái cách thức những con mối này nó xây dựng những cái ổ nhu lên như vậy nó như thế nào. Thì đó là một cái bản tin rất là quan trọng liên quan đến những cái sự khám phá một cái tổ mối lớn như vậy, cái kích thước của nó tính ra bằng cả bộ nước anh Phạm Ca. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Fisher News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.